Cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 rất quan trọng. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, một người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tranh đấu phục vụ cho cộng đồng người Việt suốt 20 năm qua. Nếu không giành chiến thắng lần này, chúng ta sẽ mất đi những thành quả hơn 49 năm xây dựng một cộng đồng lớn mạnh với đạo luật tưởng nhớ tháng Tư Đen, chương trình giảng dạy lịch sử chiến tranh Việt Nam, văn phòng phục vụ cộng đồng, hội trợ y tế miễn phí, hãy giữ tiếng nói của người Việt tại Hội đồng Giám sát quận Cam. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng như bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, chống tham nhũng, chống tăng thuế, chống lạm phát, tăng việc làm, hỗ trợ cơ sở thương mại, giải quyết vấn đề housing và homeless, mở lại văn phòng phục vụ cộng đồng, xây dựng trung tâm văn hóa. Hãy dồn phiếu cho Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào giám sát viên để tiếp tục những việc dở dang, bài trừ tệ nạn bè phái và bảo vệ đồng tiền thuế của người dân. Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, giám sát viên, địa hạt 1, cột số 2. Trân trọng kính chào quý khán thính giả đang đón xem chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 11 tây tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị, trong cuộc sống bình thường, đôi khi chúng ta phải nói những cái lời nói dối mà theo tiếng Mỹ là white lie, có nghĩa lời nói dối không có hại ai, để trong những cái chuyện xã giao. Nhưng khi chúng ta nói dối đến những cái việc mà đe dọa đến tính mạng người khác, hay là những cái tầm vóc nó quan trọng hơn, mà chúng ta cứ nói dối đi, nói dối lại nhiều lần, nó sẽ, người mà bị lãnh, có lẽ chính chúng ta sẽ bị lãnh những cái lời nói dối đó. Và cái câu chuyện này nó liên quan đến cái tình hình thực tế chính trị ở tại Hoa Kỳ trước những cái thiên tai liên tục xảy ra, tình trạng bão tố ở tại các tiểu bang miền Đông, đặc biệt tiểu bang Florida. Câu chuyện này như thế nào? Xin quý vị theo dõi. Chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long. Kính chào khán giả SBTN. Tôi vẫn thường hay nói câu chuyện mà chúng ta thường hay nghe là ngày xưa đó. Là có một anh chàng là cứ nói dối là cháy, không? Là chạy đến nhà, ta thấy không có cháy. Một hôm nhà anh cháy thật, anh kêu cháy thì ta không ai chạy đến nhà anh cháy hết. Nhưng mà nhà anh cháy hết thì không sao cả. Cái chuyện là cháy. Mà anh ở trong cái nhà đó, cái khu đó, người ta chạy đến không phải cháy. Rồi sau này đó, khi mà cháy thật, đó người ta không đến và nó cháy không những nhà, nhưng mà cháy luôn cả những nhà xung quanh. Mà không phải nhà xung quanh đó, là nhà của bố mẹ mình, anh em mình, những người mà nuôi dưỡng mình. Nói cách khác là gì? Phe ta hại phe mình. Đó là những gì mà tôi muốn nói. Nói hơi lòng vòng để dẫn vào câu chuyện. Khi biết là trong những ngày qua, cựu Tổng thống Donald J. Trump và các một số vị dân cử của Đảng Cộng Hòa tiếp tục nói dối. Mà họ nói dối từ cái năm mà đầu tiên khi ông Trump chấp chính, từ cái chuyện bầu cử gian lận, từ cái chuyện số người tham dự cái lễ đăng quang của ông qua, tới những cái chuyện khác vân 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 vân. Và đặc biệt đó là ngay cả cái chuyện mà nói dối về Covid-19, chính ông Trump nói là Covid là chuyện đùa, chuyện xạo, a hoax, không có thật. Và sau này chính ông bị bệnh, phải vào quân y viện Watergate. Và chính vì cái nói dối của ông mà nhiều người không chịu trích thuốc và họ chết. Mà ngay cả một cái người, anh Long biết, quý vị biết ai, ông Herman Cain, từng là ứng cử tổng thống, ông da đen, là fan siêu cứng của ông Trump. Ông đó, ông không tin là có Covid và ông không trích thuốc Covid và ông chết vì Covid. Và ngay cả sau khi ông chết, người ta vẫn sử dụng cái tài khoản của ông ở trên mạng và tiếp tục nói là Covid không có. Mặc dù đã chết rồi vì Covid. Tôi nói ra để quý vị thấy rằng là gì? Cái sự nói dối đó nó làm cho bao nhiêu người bị chết oan vì tin vào lời ông Trump và những người mà Đảng Cộng Hòa tiếp tục. Rồi những cái đó nó bỏ lên trên mạng xã hội và thứ thế là truyền đi với mục đích chỉ là gì? Ghi điểm cho mình thôi. Rồi bây giờ tới cái báo Helene và báo Milton cũng tiếp tục nói dối để mà có lợi cho mình. Bịa ra nào là chuyện là chính quyền liên bang không có trợ giúp, nào là tiền đáng lý đưa vô nghĩa là bão lụt thì chạy qua bên di dân bất hợp pháp, làm cho người dân người ta hoang mang, người ta nổi giận.
Và bây giờ chính những người dân này là những người bị thiệt hại. Ngày hôm qua, ông Barack Obama, Tổng thống 44 của nước Mỹ, trong cái buổi vận động tranh cử cho bà Kamala Harris ở tại Pittsburgh, có một kể câu chuyện lòng với ông. Tức là bây giờ ngay cả người dân ở trong những cái tiểu bang bị bão, người ta cần sự giúp đỡ chính phủ, người ta không biết điện đơn nào, người ta không tin vào chính phủ luôn. Vì người ta được tuyên truyền và tẩy não là bầu cử gian lận, thì làm sao chính phủ này giúp cho chúng ta được. Và được tuyên truyền là chính quyền Biden là trợ giúp cho các cái tiểu bang dân chủ, không trợ giúp cho Cộng Hòa. Và rằng chính quyền Biden và rằng cánh tả điều khiển khí hậu và tạo ra các cơn bão cho các tiểu bang Cộng Hòa. Thì khi mà người dân được tin như vậy đã thành công, làm sao người ta đi ta nộp đơn được nữa. Người ta bị hại. Mà cái này thưa quý vị, trong những ngày qua nó xuất hiện đầy trên mạng xã hội, nào là X của ông Elon Musk, nào là YouTube, nào là Facebook, vân 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 vân. Và đặc biệt ngay chính ông Elon Musk luôn là chủ của X, không kiểm soát cái này luôn. Ông nói rằng đây là tự do ngôn luận. Và khi ông mua cái Twitter, ông đổi thành X, ông mở tài khoản cho ông Trump trở lại. Ông Trump đã gọi là bịa ra câu chuyện bầu cử gian lận năm 2020 và kích động bạo lực ngày 6 tháng 2021. Chính vì vậy mà Facebook và Twitter chặn ông không cho ông lên. Nhưng khi ông Elon Musk mua thì mở ra cho ông. Và chính ông Elon Musk cũng nói luôn là người ta lấy tiền của bão lụt đưa cho bên gọi là gì? Người di dân bất hợp pháp. Đó. Thì những cái này nó làm cho người ta lo ngại, lo sợ, không biết đâu mà lần. Và cái này nó làm hại ngay những cái người dân ở các tiểu bang, mà chính các tiểu bang này bầu cho các vị dân cử Cộng Hòa và bầu cho Donald Trump. Bởi vì hôm qua tôi có nói với anh, không phải là ăn cháo đá bát không, mà đang ăn cháo đá bát rồi. Bởi vì chỉ muốn mình đạt mục tiêu trước mắt mà gây ra những thiệt hại như thế. Thưa anh, 30 phiếu đại cử tri của tiểu bang Florida là một con số phải nói đáng kể mà ông Donald Trump và bên phía Cộng Hòa cần phải nắm giữ. Tiểu bang Florida càng lúc càng đỏ. Thưa quý vị, nó đỏ rồi. Tôi nói như thế là cũng không đúng. Nhưng mà những cái hành động mà chúng ta thấy, hai cơn bão Helene và cơn bão Milton đều đi qua cái cửa Florida. Một cơn bão chỉ là nhắm vào Florida only, một cơn bão đi ngang, đi nhập vào Florida rồi đi sang qua các tiểu bang khác. Các tiểu bang khác là cũng là những nạn nhân của cái thiên tai này. Nhưng mà sau khi một cái cơn bão đi qua thì điều gì người ta cần? Người ta cần cứu trợ, người ta cần dọn dẹp, người ta cần khôi phục lại một cái cuộc sống bình thường. Và khi cần khôi phục đó, cần những cái nỗ lực, những cái chương trình, những cái chính sách mà liên bang đã vạch ra. Mọi người dân trong cái khu vực thiên tai, họ cần tiền để mà sinh sống trong những ngày đầu mà khi mọi thứ đều tan hoang, chúng tôi không có chỗ chúng tôi đi làm. Không đi làm thì không có lương, không có lương thì làm sao mua đồ ăn. Chúng tôi cấp được một số tiền. Mỗi một người trong cái đợt dịch này, số tiền đầu tiên quý vị gọi vào cơ quan FEMA, quý vị gọi vào họ sẽ gửi về cho quý vị $750 đầu tiên để cho quý vị có thể sinh sống trong cái tuần lễ, một vài tuần lễ đầu tiên. Rồi sau đó những cái thiệt hại khác, quý vị bắt đầu làm những cái đơn để lấy tổng cộng một cái số tiền tối đa. Theo tôi nhớ vào lúc này là $43,600 tối đa. Nhưng mà ông Donald Trump đưa một cái thông điệp hoàn toàn khác. Tất cả quý vị, số tiền mà quý vị có chỉ có 750 đồng mà thôi. Khi nói ra như thế, điều đầu tiên là những người mà tin vào ông Trump, thứ nhất họ phỉ báng. Họ sẽ nói, đương nhiên họ cần 750 đó và họ nghĩ rằng bao nhiêu đó là hết rồi. Họ không có xin thêm nữa, hoặc là họ không có làm đơn để mà yêu cầu những cái việc mà gọi là trợ giúp cho những cái thiệt hại. Họ ngừng lại. Đầu tiên chính những người nghe lời ông Donald Trump sẽ không nhận hết những cái sự trợ cấp mà đáng ra là họ phải có. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là
đây là ông đe dọa, ông chơi trên cái tính mạng con người để giành lấy, để giữ cái ghế, để giữ 30 cái lá phiếu đại cử tri của tiểu bang Florida, gieo vào đầu cho người dân ở Florida cái sự mà lừa dối. Rồi còn những cái chuyện khác nữa mà liên quan đến cái chuyện lời nói dối này bây giờ, thưa quý vị, rõ ràng là cái mạng sống của những người dân Florida họ bị treo trên vì tiểu bang này có 30 cái ghế, 30 cái phiếu đại cử tri, thưa anh Dũng. Không phải mình Florida không đâu anh. Anh nói về lệnh quên, nó có cả những tiểu bang khác mà không phải chỉ báo Milton. Nói chung là tất cả loại báo và tất cả thông tin mà đưa ra gọi là bịa đặt ra đều gây hại cho người ta, bởi người ta tin vào những lời ông nói. Từ chuyện bầu cử gian lận, từ cái chuyện nghĩa là Covid-19 bị qua chuyện bão, thì cái ông mà cổ suý cái này mà tuyên truyền truyền bá còn mạnh nữa là ông Elon Musk. Như tôi nói, xin bà có thể cho qua cái laptop của tôi trước khi chúng ta qua phần quảng cáo đây. Đây là ông Elon Musk viết trên X này. Yes, they are literally using your tax dollar to import voters and disenfranchise you. Tức là gì? Ý nói là dùng tiền để đưa cho di dân bất hợp pháp rồi di dân bất hợp pháp đi bầu. Đó là, đây là cái lời ông Trump nói đó, để quý vị không đi bầu. Thấy không? Và điều này xảy ra ngay trước mắt quý vị. Và FEMA sử dụng hết cái ngân sách đưa cho di dân bất hợp pháp đi vào đất nước này thay vì là cứu người dân Mỹ. Đây là phản bội, đây là coi như phản quốc, treason, là phản quốc. Đây là lời ông Elon Musk viết ở trên X. Đó. Thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp câu chuyện này về cái sự nói dối mà nó gây hại không phải cho mình. Gây hại mình thì đáng đời là tại mình nói dối, mà gây hại cho cả những người mà nuôi nấng mình, ủng hộ mình luôn. Đó là các cử tri Cộng Hòa. Xin quý vị đừng rời màn hình FPTN, chúng tôi trở lại chương trình Xoáy Tin sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị vẫn giữ mình của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài. Chúng tôi đang nói về câu chuyện mà ông Donald Trump và một số vị dân biểu, dân cử Cộng Hòa bịa đặt câu chuyện từ vấn đề bầu cử cho đến Covid-19 và bây giờ đến bão. Nó làm cho nhiều người chết oan vì người ta không nắm thông tin và ta tin vào chuyện đó. Thì trở lại câu chuyện bão đó. Khi mà ông Trump và những đồ đệ của ông nói rằng là chính quyền chủ trương làm chuyện này để dập cử tri ở các tiểu bang đỏ, bao gồm Florida, Georgia, Tennessee, North Carolina, Kentucky, v.v. Những tiểu bang bị bão là những tiểu bang mà miền Đông Nam là đều là tiểu bang đỏ. Thì người dân người ta nghĩ ngay, bảo đây là đúng âm mưu chính quyền tạo ra. Thì nó tạo ra cái hệ quả mà như ngày hôm qua Barack Obama nói là gì? Người ta giờ không biết xin nhân thân, xin. Ủa, ông Long là người hại tôi, ông lấy tôi cầm đơn, tôi xin ông Long trợ giúp tôi à? Vô lý, đúng không? Tôi không tin ông Long nữa, tôi bị thiệt hại. Rồi cái gì nữa, ngay cả các nhân viên Hồng Lập Tự họ bảo họ gặp rất nhiều khó khăn khi đến trợ giúp những người này. Và họ phải đưa ra thông báo luôn là chúng tôi đến làm việc là giúp cho quý vị, chúng tôi không dính chính trị trong đây. Để bà cứ cho con laptop của tôi đây, trên Facebook của Hội Hồng Lập Tự của Mỹ, họ đã viết cái này. Thông tin bậy bạ đang làm hại những cố gắng phục hồi nạn nhân bão Helene. Họ đưa thông báo luôn. Rồi cái gì nữa? Nhân viên thời tiết anh Long, họ đến họ báo cho biết là quý vị ơi, lo di tản đi, sắp sửa có bão. Thì những nhân viên là bị đe dọa mạng sống, anh Long có biết không? Ở trên mạng. Ở trên mạng những người này bị đe dọa mạng sống chỉ vì những thông tin đó. Thấy không? Họ nói rằng là các anh ấy, chính các anh là tạo ra cái chuyện này, giờ các anh đi báo thì chúng tôi không tin vào bão. Các anh đừng có lộn xộn, tôi giết các anh luôn. Các anh là đe dọa chúng tôi. Đó là cái trở ngại thứ hai. Nhân viên FEMA cũng vậy luôn. Đi xuống, người ta chỉ mặt bảo chính mấy anh gây ra bão này, mấy anh đi cứu trợ, các anh đừng có đạo đức giả. Và cái thứ tư là cái này mới chết nè.
nhiều người không tin vào sự trợ giúp của chính phủ, không tin vào những thông báo của chính phủ, bởi vì họ đã được nói là chính phủ này là gian lận, bầu cử năm 2020 là gian lận, chính phủ này bịa ra chuyện Covid-19 và chính phủ này điều khiển là thời tiết để có bão. Thì bây giờ chính phủ bảo tôi đi di tản, còn lâu tôi mới nghe. Sức mấy tôi đi, tôi ở trong nhà. Đến độ mà bà thị trưởng thành phố Tampa còn phải lên tiếng nói là gì? Quý vị đi, quý vị mà không đi đó, khi bão nó vào cái nhà của quý vị nó thành cái con tài. Và cảnh sát nói rằng là quý vị viết tên và viết số gì cho hộ trong người. Có những người ta không đi lắm, bởi người ta không tin vào cái lời cảnh báo của chính phủ. Đó. Và cái điều này được bà nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene, bạn Đảng Cộng Hòa từ bang Georgia đẩy mạnh hơn nữa. Nghĩa là nó đẩy mạnh đến cái mức mà người ta chịu không nổi. Một số người bên Đảng Cộng Hòa họ chịu không nổi. Và một cái người mà nếu chúng ta để ý, đó là thượng dân biểu Tim Burchett của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Tennessee. Ông này là cái ông cho đến giờ phút này vẫn cho rằng bầu cử tổng thống năm 2020 là gian lận. Ông tin vào cái thuyết âm mưu đó. Nhưng vừa rồi ông phải lên tiếng trong một tuyên bố hồi tuần trước. Có những thông tin sai trái ở trên mạng liên quan đến các cái việc mà trợ giúp thiên tai ảnh hưởng tiểu bang của tôi. Và tôi cảm thấy trách nhiệm của tôi là phải lên tiếng. Bởi vì đây là một tình trạng rất nghiêm trọng. Làm thế giờ. Chính ông Tim Burchett này là cái ông mà cổ vũ cho cái chuyện xảo trá, dối trá, bịa đặt của ông Trump. Và bây giờ chính người dân của tiểu bang ông lãnh đục. Và bây giờ ông phải lên tiếng. Phải lên tiếng. Ngay cả dân biểu Gutierrez của tiểu bang Florida, cũng Đảng Cộng Hòa luôn, đã phải nói rằng là cái người nào mà nói rằng là con người ta điều khiển để mà có bão là phải đi khám thần kinh, đi khám cái đầu. Đó. Nhưng mà những người đó bị thiệt hại mình không nói anh đâu. Giống như tôi nói dấu như là tôi thiệt hại đi. Thiệt hại bố mẹ tôi, thiệt hại anh em tôi, bà con tôi là những cử tri ở những cái tiểu bang này. Những tiểu bang Cộng Hòa. Họ bị thiên tai. Họ bị chết vì Covid-19 là chỉ vì những lời dối trá này. Mà anh Long biết nó thê thảm mấy tiểu bang này. Mấy tiểu bang đỏ nó có tình trạng gì biết không? Nhìn chung nó có về tình trạng xã hội an sinh như thế nào? Những tiểu bang này là những tiểu bang thường thường là những tiểu bang nghèo. Đó vậy những tiểu bang nghèo, đặc biệt những cái khu vực nông thôn. Và cái khu vực nông thôn nghèo nó thể hiện rất là rõ ràng ở cái tiểu bang North Carolina. Quý vị thấy thiệt hại cơn bão Helen, tiểu bang này là thiệt hại nặng nề nhất. Và những vùng nông thôn là những vùng nặng nề nhất. Và là những cái vùng mà là tin ông Donald Trump nhiều nhất. Thậm chí một ông cảnh sát ở tại cái quận hạt Marion, tiểu bang North Carolina. Ông cảnh sát này tên là Matt Higgins. Ông đã trải qua nhiều ngày với các nhân viên FEMA để đi cứu cấp những người mà bị kẹt trong lụt cho còn nằm trong nhà. Ông ra, ông xong rồi ông mới nói, quý vị, làm ơn, tôi đi với những nhân viên FEMA, những người này đã liều mình đi đến những căn nhà mà bơi xuống, lặn xuống để tìm, để cứu người ta. Chứ không phải là những người họ đến để mà là làm hại quý vị. Bởi vì sao thưa quý vị, những lời ông Donald Trump nói và những người này họ tin. Khi bão tới, họ nói bão là dân chủ gây ra, bây giờ mấy ông kêu cứu tôi làm gì? Họ không thèm nghe, không chấp nhận cái sự giải cứu của những nhân viên FEMA đến nhà họ. Tôi không biết trả lời làm sao trong cái chuyện này anh Dũng. Có nghĩa là những người nhân viên đến thì bị những người dân này chống đối. Đến cứu họ mà họ chống. Đây, tôi nói anh nghe cái đó đây nè. Đài Fox News đưa tin cách đây 2 ngày. Ở bên Nass County, tiểu bang North Carolina, lực lượng cảnh sát phải dùng chó và nhờ con chó tên là Fiji, con chó 3 tuổi, chó Đức. Nó vô nó tìm và phát hiện một cái nhà chết 20 người trong đó. 20 người anh trong đó. Cách đây 2 ngày họ đưa tin nè. Ba nhóm của cảnh sát North Carolina, xin bác có thuật cho coi laptop của tôi đây. Để bản tin của Fox News đưa đây. Đó. K9 team tức là dẫn chó return home after finding 20 dead in the western North Carolina.
ông cảnh sát này ở đây ông bảo tôi chưa bao giờ trong đời của tôi làm cảnh sát mà tôi thấy một cảnh 20 người chết trong nhà, bởi sao họ không di tản, chỉ vì họ nghe những cái thông tin đó. Nãy tôi hỏi Long đó, những cái tiểu bang mà Cộng Hòa mà ở cái vùng bị bão rồi nói chung miền Nam đó, anh nói là sao, họ nghèo đúng không? Yeah. Không phải là nghèo không, mà cái mức độ mà gọi là văn hóa của họ thấp, less literate. Anh có thể hôm trước anh có nhớ anh có đưa một cái thống kê nhớ không? Và cái gì nữa, sức khỏe kém, less healthy. Bởi vì sao? Nghèo thì không có đi làm hãng, không có bảo hiểm, chủ yếu thì dựa vào bảo hiểm của nhà nước, dựa vào Obamacare, dựa vào Medicare, dựa vào Obamacare. Trong 45 triệu người mà hưởng Obamacare, rất nhiều người ở các tiểu bang Cộng Hòa nghèo thế này. Rồi trình độ dân trí thấp, cho nên mới dễ bị dụ. Cái thứ ba là gì? Dẫn đến cái chuyện là sức khỏe kém. Sức khỏe kém thì sao chạy nhanh được anh? Yes. Bão tới sao chạy nhanh được? Đây là những vùng rất là nghèo. Mà quý vị nào có dịp đi đến các vùng nông thôn của Mỹ, mà những tiểu bang đỏ, trời ơi, nó khổ ghê lắm anh Long. Tôi tiếp xúc là thậm chí biết ông răng rụng luôn, không có răng luôn. Không có được chăm sóc y tế đầy đủ. Mà đây là những tiểu bang nghe lời ông Trump nhiều nhất. Và nghe lời những người như bà Marjorie Taylor Greene nhiều nhất. Và những người, những vị dân cử Cộng Hòa khác mà cổ vũ cho cái chuyện lừa dối của ông Trump, hoặc nhẹ nhẹ cũng làm lờ cái chuyện đó. Hay như ông J.D. Vance, ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump, một người tự hào là đi qua bên Iraq thì đã chiến đấu bảo vệ đất nước. Mà khi hỏi ông Trump phải thua cuộc bầu cử không, hai lần không dám nói, và lần thứ ba nói là ông thắng. Nói dối trắng trợn như thế thì lại càng giết người người ta nữa. Tôi xin nhắc lại quý vị, câu chuyện mà ông Đỗ Dũng nói dối nhà cháy, không chỉ cháy nhà ông Dũng, khi mà cháy thật người ta không đến nữa, mà cháy luôn cả nhà anh em của ông Dũng, hàng xóm của ông Dũng luôn, mà ông Dũng vẫn tỉnh bơ tiếp tục nói dối, bởi vì ông Dũng thích nói dối. Đó là cái nguy hiểm của vấn đề nói dối của thời nay, mà không ai kiểm soát hết. Mà họ nói rằng là đây là tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận hoàn toàn, thưa quý vị, không thể nào tự do ngôn luận mà đang trong rạp hát, đứng đồng đám đông quý là cháy cháy cháy, để rồi người ta chạy tán loạn, người ta đạp nhau, người ta chết. Cái đó không phải tự do ngôn luận. Cái này không khác gì kiểu đó anh Lâm. Xin mời kết thúc. Thưa quý vị, đã đến lúc mà người ta cần phải sống bằng cái lý trí, không sống bằng vì những lỗ tai, nghe những cái lời mà mình đường mật mà mình muốn nghe. Tất cả chúng ta có cái câu là ngọt mật chết ruồi trong cái chuyện này. Và nếu đúng như những gì mà bà Marjorie Taylor Greene tweet ra, hoặc là ông Donald Trump nói ra, đảng Dân Chủ là làm ra cơn bão này, thì thưa quý vị, chúng ta nên đi theo những người đảng Dân Chủ. Tại vì họ có quyền thần thông để mà gọi là hô phong hoán vũ. Nhưng mà cái điều tôi ngạc nhiên, tại sao họ không hô phong hoán vũ về thổi bay luôn cái Mar-a-Lago của ông Donald Trump cho nó xong chuyện? Họ không làm, tại sao họ không làm điều đó? Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một cuối tuần nhiều niềm vui, bình an, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.